khán giả, chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long tuần này tiếp tục mời quý khán giả gặp gỡ dàn diễn viên đang được yêu mến trong bộ phim Trà Táo Đỏ phần 2. Một nhân vật giữ vị trí mắt xích cho phim từ những tập đầu tiên đến thời điểm này, người đã đưa Chiêu Dương trở về con đường sa ngã và hiện đang trả giá cho sự cuồng yêu, mưu toan của mình. Đó là vai diễn Lâm Phong do diễn viên Hà Kim thể hiện. Được biết đây là vai diễn cá tính đầu tiên mà chàng diễn viên điển trai này đảm nhận. Sau một khoảng thời gian vắng bóng trên phim trường, khi quay trở lại với màn ảnh, những cảm xúc đặc biệt về vai Lâm Phong sẽ được diễn viên Hà Kim chia sẻ ngay với khán giả trong chương trình hôm nay. Hi, Hà Kim trong vai Lâm Phong của phim Trà Táo Đỏ phần 2. Xin chào tất cả khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chắc là nhiều khán giả cũng không có biết là tại vì Kim đã tập trung vào kinh doanh bên thẩm mỹ viện của mình trong vòng 3-4 năm. Kim nghĩ là mình sẽ không thể nào mà tham gia được tại vì công việc của Kim hiện tại bên thẩm mỹ thì rất là bận. Khi mà tham gia phần 1 thì vai cũng không có điểm nhấn gì nhiều ngoài là một chàng trai cực kỳ là lý tưởng với chị em phụ nữ, yêu mà thuần khiết, mà yêu hết mình, mà lại có một cái cơ ngơi và có một cái địa vị xã hội như chàng trai này. Nhưng mà cái phần 2 khi mà Kim nhận được kịch bản thì nó khác xa hoàn toàn những gì mà Kim từng thấy. Cái người mà phát triển cái vai diễn của Kim lên á, biết cái vai này quá hay và Kim rất là thích. Đó là cái màu rất là lạ của vai diễn Lâm Phong. Anh Chu Thiện cũng đã tạo rất là nhiều điều kiện cho Kim khi mà gói gọn phân đoạn của Kim trong thời gian rất là ngắn để cho Kim có thể hoàn thành được vai diễn này. Kim thường tham gia những vai diễn hiền hoặc là những vai diễn chính diện, nhưng mà sau khi mà khán giả coi cái vai diễn Lâm Phong này thì cái comment nhiều nhất dành cho Kim á, anh ơi em không thích, cô không thích con, rồi chúng nghĩ là con làm như vậy là giống như là không có hợp với hình ảnh của con. Nhưng mà thực sự là Kim cũng muốn là mong mọi người hãy đón nhận cái vai diễn này tại vì đó là cái nét rất là mới. Chào mừng em Chiêu Dương, nữ hoàng của romantic. Chính sự si tình cùng yêu Chiêu Dương đã thôi thúc Lâm Phong lên một kế hoạch hoàn hảo đưa Chiêu Dương về bên cạnh mình. Trên đời này chỉ có một mình anh là đối xử tốt với em thôi đó. Em xứng đáng được nâng niu và chiều chuộng như một nữ hoàng. Cũng từ đây, Lâm Phong những tưởng có được người mình yêu thì dần dần anh nhận ra Chiêu Dương vốn là một cô gái cá tính mạnh, chẳng muốn thuộc về ai, cũng chẳng xác định sẽ dừng chân ở đâu. Võ Hiếu và ngay cả anh, đừng hòng mà ai xen vào cuộc đời của tôi, nghe chưa? Chiêu Dương, buông ra! Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi cùng Chiêu Dương đã khép lại. Lâm Phong không thể chấp nhận nên càng quyết liệt để bắt tay cùng Hận, người có gương mặt giống kẻ đã chết, để tiếp tục hù dọa, muốn Chiêu Dương quay về bên mình. Thằng điên nó ám em. Có anh đây, em đừng sợ. Có lẽ điều mà Lâm Phong không ngờ đến là Chiêu Dương đã phát hiện được kế hoạch của anh và dần dần những bí mật của Lâm Phong cũng bị Chiêu Dương lật dở phơi bày. Đúng là Lâm Phong. Chiêu Dương, Chiêu Dương, cái phần mà tạo nên được cái hiệu ứng của cái phân đoạn đó đó, thứ nhất là Kim phải cảm ơn tới anh họa sĩ, như anh thiết kế. Cái ngày đầu tiên mà khi mà Kim lên Đà Lạt mà Kim vào căn phòng, Kim thấy là ồ, cái căn phòng này nó vượt quá những cái mà tưởng tượng của mình trong cái kịch bản. Thì đó cũng là một cái nhân tố để giúp cho mình giống như là tạo thêm cái sự biến thái trong cái vai diễn này. Rồi trong cái vai diễn là có hình ảnh mà Kim cầm cái hình của Chiêu Dương á, rồi Kim giống như là vuốt ve rồi này kia, thật sự là Kim nghĩ cũng thấy rất là ghê. Chiêu Dương, em đẹp lắm. Cũng một phần là trong quá trình mình đọc cái vai diễn đó, mình nuôi dưỡng cái tâm lý của vai diễn từ những tập đầu tiên á. Khi mà mình nuôi dưỡng từ, khi mà tới cái thời điểm mà cái chàng trai này mà bị mà chán đời, mà khùng điên, mà có thể làm tất cả, có thể là tự tử hay gì gì đó, thì các bạn biết là cái cảm xúc mà nó kinh khủng đến như thế nào đó. Ừ.
giống như phân đoạn đó mà anh Chu Thiện có cái suy nghĩ là ủa Kim, em còn thở không? Tại vì Kim thở quá gấp và mắt trợn lên hay gì đó, thì tất cả những việc đó là Kim quan sát trong cuộc sống, chắt lọc những cái mà những là những cái ngoài đời thường để mình có thể đưa vào trong cái vai diễn. Và thứ hai nữa là chọn cái góc máy và nhìn, quan trọng nhất là khi mình diễn cái con mắt của cái người nghiện á thì tái dại lên như thế nào đó. Anh nhớ em nhiều lắm chứ nhớ. Bay bổng. Anh thấy vui quá. Anh là chim. Anh muốn bay. Anh muốn bay. Quá nhập tâm vào cái vai diễn đó. Thì sau vai diễn thì Kim cũng mất một khoảng thời gian. Đôi lúc mà nhiều khi tối cũng nằm mơ và mình bị trong cái lời nói của mình ấy, mình bị nhập vai. Trong vòng khoảng 2 tháng sau thì Kim mới có thể mà thoát ra cái vai diễn đó. Thì đối với những người nghệ sĩ như Kim và những người nghệ sĩ khác, khi mà tham gia vai diễn mà chúng ta được nhập vai, mà được sướng, được trải nghiệm cái vai diễn đó, thì đó giống như một cái chất gây nghiện. Đó là lý do tại sao mà Kim mà tất cả mọi người không bao giờ có thể mà xa rời được những vai diễn và nghệ thuật. Thanh Trúc cũng là một diễn viên rất là nhiệt tình và hết mình, rất là tài năng. Trong những cái pha hành động thì Thanh Trúc đánh không trượt phát nào. Không trượt phát nào. Và cái điều thứ hai là Thanh Trúc diễn rất là hết mình, đẩy đô lên rất là cao. Thì cái đó là cái nói vui thôi, nhưng mà nhờ những cái khúc mà đẩy đô của Thanh Trúc lên á, tác động vào Kim á, đẩy cảm xúc của Kim lên luôn. Trong những cái khoảnh khắc đó thì cái vai diễn là tự nâng cấp nhau lên, thì tạo nên những phân đoạn kịch tính. Anh đã làm tất cả những chuyện này vì anh quá yêu em. Ngoài chuyện này ra thì anh còn làm chuyện gì tồi tệ với em nữa không? Không. Anh thề, anh không làm gì tổn hại đến em hết. Anh không làm chuyện gì tổn hại đến em hết. Mày nói dối giỏi lắm. Mày diễn kịch giống như là diễn viên chuyên nghiệp vậy. Nhân đây thì cũng xin nhắc lại diễn viên Thanh Trúc và cộng thêm diễn viên Bella Mai, tại vì Kim cũng đã chứng kiến khi mà Kim đứng ở đằng sau cái cảnh quay á, thì hai bạn đánh anh Hận là anh diễn viên Lâm Minh Cường, Kim chứng kiến là đánh từ sáng cho tới tối, đánh té từ trên ghế, đánh xuống, đánh từ rớt từ trên tường xuống trên dây, xuống văng từ phòng này qua phòng kia, đánh không còn một cái gì hết. Ai là người đứng sau chuyện này? Mày còn khai ra cho tao biết không? Cái này là Kim nói cũng nói vui thôi, nhưng mà anh Cường á, cái vai của anh vai này rất là cực, nhưng mà nhờ những cái cảnh đánh mà thiệt tình như vậy á thì cái vai diễn của anh Cường rất là thành công. Thả tôi ra, đừng đánh tôi, thả tôi ra. Thật sự là khi mà Kim với mọi người đứng ở ngoài thấy cái vai của anh Hận nó rất là mắc cười. Tại vì khán giả phải hiểu là mọi người đang coi một cái vai diễn là trong cái ống kính thôi, thì đã có khói rồi, có những cái phụ trợ hình ảnh làm cho cái vai diễn Hận lúc mà nhát ma thấy nó ghê thôi. Chứ anh em nhìn ngoài thật sự là rất là mắc cười, không nhịn nổi cười như cái vai diễn cả. Đôi lúc là những cái phân đoạn á, là anh Cường đã hóa trang mặt ma rồi. Đó, anh đến khi mà anh Cường quay những cái cảnh ở ngoài đường á, rồi sau đó anh Cường lại phải vào những cái phân đoạn ở trong nhà, thì khi mà vào trong nhà thì anh Cường lại phải hóa trang lại cái mặt y như cũ để đóng những phân đoạn đó, và cái phân đoạn sau đó tiếp theo lại tiếp tục lại hóa trang lại cái mặt nhát ma đó, thì cũng rất là cực khổ cho anh. Hai là khi mà make up nhiều như vậy thì da của anh Cường sẽ có thể là sẽ bị nám mà xấu rất là nhiều, thì có gì anh Cường qua em làm đẹp cho anh. Tôi muốn cậu để lại vết thẹo trên mặt người đàn bà đó bằng mọi giá. Về sau, khi bị Chiêu Dương khước từ nhiều lần, Lâm Phong càng điên tình hơn. Chính vì vậy, anh đã có những kế hoạch và hành động mù quáng, mất kiểm soát,
Hồng chiếm hữu Chiêu Dương. Tôi muốn cô ta là cô riêng tôi. Nó cho mày bao nhiêu tiền? 200 triệu. 200 triệu mà muốn mua thẻ trên mặt tao hả? Trong khi Lâm Phong vẫn dùng chiêu bài cũ để có được người yêu, thì Chiêu Dương đang từng bước lấy tất cả những gì anh có. Hiện đây cô Chiêu Dương đang nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất của công ty, nên tôi xin nhường lại chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị cho cô Chiêu Dương. Một kẻ cuồng yêu đầy mưu tính, muốn nắm chặt đóa hồng đầy gai nhọn, đã dần dần thấy rõ cái kết. Anh có tin là em đã cấy con chip theo dõi lên người anh không? Anh tin thiệt hả? Em đã có được điều mình muốn, sao em không giữ thỏa thuận với anh? Em rất bận nên không có dành nhiều thời gian cho anh. Thỏa thuận? Có mỗi thỏa thuận mà không giữ được thỏa thuận hả? Thực ra khi mà khán giả coi những tập đầu á, thì đúng là Lâm Phong là người đưa Chiêu Dương trở về và đưa chìa khóa cho Chiêu Dương. Và cuối cùng thì Chiêu Dương cũng chính là cái người mà hại Lâm Phong tới cái mức gọi là như là không thể thê thảm hơn. Những phân đoạn sau thì thấy Lâm Phong rất là tội nghiệp, bị Chiêu Dương cho uống thuốc, bị hại đến thê thảm nọ. Nhưng mà đó là hệ quả của một người mà yêu một cách mù quáng, không dùng lý trí của mình. Khi mà chúng ta làm gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, giống như một con dao hai lưỡi, nó có mặt này có mặt kia. Qua vai diễn Lâm Phong thì Kim cũng nhắn nhủ tới những người sắp yêu, đang yêu và sẽ yêu. Thì các bạn trong tình yêu thì chúng ta nên tỉnh táo. Khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì thì nó đều có cái hệ quả với kết quả. Mong là các bạn hãy tỉnh táo để đón nhận tình yêu và tiếp nhận tình yêu đẹp của mình. Mong khán giả tiếp tục theo dõi phim Trà Táo Đỏ phần 2, được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, và nhất là vai Lâm Phong. Mong mọi người hãy có một cái ánh nhìn thiện cảm với Kim vào những cái phần cuối của vai Lâm Phong nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong vai diễn tiếp theo. Thưa quý khán giả, những cảm nhận về vai Lâm Phong như diễn viên Hà Kim chia sẻ cũng là một phần ý nghĩa thông điệp mà Trà Táo Đỏ phần 2 muốn mang đến cho người xem. Liệu cái kết của vai Lâm Phong thực sự không thể thê thảm hơn là cái kết như thế nào? Mời quý khán giả tiếp tục đón xem những diễn biến tiếp theo của phim nhé. Còn bây giờ, Thanh Vy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.